Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Kính thưa quý vị, sáng nay qua ly cà phê sáng, chúng tôi mời quý vị trở lại Việt Nam qua một cái sự kiện lịch sử vào năm 1988. Chắc quý vị đã biết 64 quân nhân của Hải quân đã hy sinh tại quần đảo Gạc Ma vào năm 1988 trước sự tàn phá và có thể nói rằng dã man của tất cả những người lính Hải quân của Trung Quốc. Đến bây giờ thì trong những tháng vừa qua, chúng ta thấy xuất hiện ở tại Việt Nam một quyển sách với nhan đề là Gạc Ma vòng tròn bất tử. Kính thưa quý vị, quyển sách mang hình ảnh của những người quân nhân công binh của Hải quân Việt Nam đứng vòng trong thành một cái vòng tròn trên đảo Gạc Ma trước khi chờ đón sự ra đi vĩnh viễn của họ. Kính thưa quý vị, đó là cuộc tấn công tàn sát dã man của Hải quân Trung Quốc. Quyển sách đã nói lên một cái điều ở trang 8 bởi một người còn lại, sống sót còn lại, đó là chiến sĩ Hải quân Nguyễn Văn Lên. Ông Nguyễn Văn Lên đã nói rằng, cái sự mà chiến đấu của tất cả quân nhân Hải quân của Việt Nam có mặt trên quần đảo Gạc Ma, kính thưa quý vị, không phải là bất lực, nhưng mà do lệnh là không được nổ súng. Và tất cả những cái sự kiện này đã xuất hiện trên trang 8 của tờ 3 của quyển sách mang tên là Gạc Ma vòng tròn bất tử. Và chính lý do đó, quyển sách đã bị thâu hồi và cấm được lưu hành sáng nay tại Việt Nam. Tại sao chúng ta phải đi giấu giếm một cái sự kiện mà mang tính chất lịch sử như vậy? Sự kiện một người còn lại sống sót đưa ra những cái gì đã xảy ra và cái sự chiến đấu anh dũng của những chiến sĩ Hải quân, họ chiến đấu để bảo vệ quê hương xứ sở của họ. Và họ đã chịu khuất phục bởi một cái lệnh từ cấp trên đưa ra là không được nổ súng. Và bây giờ thì trong lúc đó mọi người đang nghĩ đến vấn đề bảo vệ quê hương xứ sở thì chúng ta lại bị thống trị bởi một cái những nhóm người đứng đầu là những vị chỉ huy đã có thể nói hèn mạt đến độ không cho phép tất cả quân nhân Hải quân nổ súng. Và đó là những gì đã xảy ra ở trên quyển sách có tên là Gạc Ma vòng đảo vòng tròn bất tử. Và sáng nay thì tin tức chúng tôi nhận được là tất cả quyển sách đã được thu hồi và cấm xuất bản lưu hành ở tại Việt Nam. Và lý do tại vì sao? Bởi vì như anh biết là cái vụ hải chiến ở ngay tại Gạc Ma thì nó là một phần của lịch sử, nhưng tất cả, gần như tất cả các sách giáo khoa của Việt Nam đều không đưa ra về cái sự kiện lịch sử này. Một cái sự kiện lịch sử để minh chứng cho thấy là không có bất kỳ lúc nào mà Trung Quốc không hăm hay xâm chiếm Việt Nam từ biên giới ở trong đất liền và cho tới biển đảo thôi. Thì đó là một trong những cái đề tài mà chắc là anh Tuấn phải hỏi ông giáo sư Hồ Ngọc Đại. Là vì ông Hồ Ngọc Đại cái trang đầu đưa ra vòng tròn vuông, rồi tam giác, rồi hình chữ nhật, và đặc biệt ông ta nói đến trong đầm có gì đẹp bằng sen, chứ ông ta không nói đến những cái sự kiện anh dũng của những người hiện nay. Tại sao chúng ta không đưa nên cái hình ảnh tròn vuông hay méo gì cũng được? Thì đó là 64 quân nhân Hải quân của Việt Nam đã chiến đấu anh dũng và chịu khuất phục hy sinh tại quần đảo Gạc Ma. Đó là một cái câu hỏi mà chúng ta cần phải nêu lên lúc này. Chắc lẽ đi, chúng tôi hơi đi xa hơn một chút xíu quý vị. Một nhà xuất bản ở tại Hoa Kỳ hình như đang được thảo luận thương thảo để làm sao cái cuốn sách này có thể dịch ra tiếng Anh và phát hành tại Hoa Kỳ, chứ không phải là phát hành tại Việt Nam nữa, vì cuốn sách đó đã bị che giấu. Và kính thưa quý vị, đó là hình ảnh của cuốn sách Gạc Ma vòng tròn bất tử đã bị thu hồi. Và ở trang 8 thì kính thưa quý vị, anh Nguyễn Văn Lên đã đưa ra một trong những sự kiện và cho rằng Việt Nam đã bị khuất phục bởi lệnh cấp trên không cho được nổ súng. Wow. Một người chiến sĩ bảo vệ quê hương xứ sở đứng xung quanh một cái vòng tròn có lá cờ của Việt Nam ở đó và họ đã ra đi vĩnh viễn. Đó là một cái sự kiện mà tại sao chúng ta lại phải che giấu điều đấy? Đó là một trong những cái điều mà chúng tôi hy vọng sẽ có câu trả lời bởi những người gọi là thông tin, bởi những người gọi là làm vấn đề media. Đó mới gọi là tự do ngôn luận, phải không thưa anh Tuấn? Dạ vâng, anh Trọng đã bao giờ đọc được cuốn sách này chưa? Thì tôi định có ý định là mua cuốn sách này, tìm cuốn sách này lên Amazon, nhưng mà chưa mua được thì họ đã tịch thu rồi thưa anh Tuấn. Nhưng mà chắc là thế nào cũng có người mua và chúng ta trong tương lai cũng có thể kiếm được cuốn sách này thưa anh Tuấn. Kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện mà sáng nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị qua hình ảnh một trong những cái quyển sách được lưu truyền và người ta nói đến sự bất lực của những vị chỉ huy của quân lực Việt Nam
quân lực Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với cái cuộc chiến đấu anh dũng của 64 quân nhân công binh hải quân trong thời điểm 1988 ở tại quần đảo Cà Mau. Trở lại một trong những cái sự kiện ngày hôm nay người ta cũng nói đến nhiều, đó là vấn đề iPhone, iPad sáng nay, phải không thưa anh Tuấn? Dạ vâng, thưa quý vị, vào ngày hôm nay tức là ngày 12 tây tháng 9 sẽ là ngày mà hãng công nghệ Apple sẽ giới thiệu ra mẫu sản phẩm mới iPhone của họ cứ mỗi năm một lần. Và chương trình trực tiếp này sẽ được diễn ra vào lúc 10 giờ sáng theo giờ của California. Và trên những cái thông tin mà chúng tôi được biết rằng để xem thử là lát chút xíu nữa sau 10 giờ quý vị kiểm chứng xem thông tin chúng tôi được có và những cái thông tin mà sẽ được đưa ra giới thiệu của Apple có chính xác không quý vị nhé. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng Apple là một trong những hãng công nghệ rất là kín tiếng trong việc giới thiệu sản phẩm mới. Dường như tất cả những cái sản phẩm mà họ đưa ra, họ giới thiệu vào ngày hôm nay sẽ không có bất kỳ một ai biết được là nó như thế nào. Nhưng cũng cái gì vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thưa quý vị, chúng tôi cũng có những cái thông tin và cho biết rằng Apple sẽ giới thiệu 3 sản phẩm mới về iPhone. Đó là những cái sản phẩm iPhone họ vẫn giữ được cái dấu X, tức là cái dấu tượng trưng trong cái ký hiệu La Mã là số 10, và họ thêm chữ S, và thêm nữa họ sẽ có một cái định vị về thương hiệu của một cái chiếc dòng iPhone cao cấp nhất họ sẽ ra mắt vào ngày hôm nay, đó là iPhone X Max. Cái này là một trong những cái mà làm chúng ta rất là khó phát âm. Và được biết rằng nói tóm gọn lại sẽ có tới 3 dòng iPhone sẽ được ra mắt. Một dòng là rất là cao cấp, một dòng là vẫn giữ nguyên cấu hình cũ giống như chiếc iPhone 10 của quý vị, và một dòng là sự cải tiến từ iPhone 8 lên thẳng lên iPhone. Những cái chiếc Apple Watch cũng sẽ được ra mắt trong ngày hôm nay. Sự kiện này đánh dấu trên cái định vị về thương hiệu của Apple là công ty có giá trị 1.000 tỷ đô la, và với giá trị của những cái sản phẩm này được bán ra được cho biết rằng khoảng từ 899 lên tới 1.500 đô la. Wow. Dạ vâng, wow. Sản phẩm cao cấp nhất là 1.500 đô la. Và chúng ta hãy chờ xem, bởi vì bây giờ chúng ta còn khoảng 2 tiếng 30 phút nữa là sẽ diễn ra sự kiện này. Nhưng mà anh Tuấn nhìn vào những cái nét tiêu biểu chính của Apple, người ta cho thấy rằng những người đại diện cho Apple trước đám đông hình như họ xuất hiện mang lại một cái sắc thái trẻ trung, không có kiêu kỳ bình dân, những cái áo sơ mi màu sậm và không có cần phải có những cái gọi là những cái trang phục có tính cách là khoe khoang nhiều, và cái lối nói chuyện của họ rất là tự nhiên. Đây là một trong những cái lề lối mà người ta nghĩ rằng cách làm ăn mới của tất cả những cái gọi là công ty mang một cái dấu ấn phục vụ cho giới trẻ nhiều hơn, phải không? Dạ vâng. Đó là những cái sự kiện mà chúng tôi thấy qua hình ảnh của những nhân viên Apple. Và anh biết là trong khi người Mỹ thì người ta đang muốn xem cái chương trình này, thì ngược lại ở bên Việt Nam, anh biết người Việt Nam làm gì không? Sao? Làm cái gì? Đó là họ mướn những người chịu khó đi du lịch qua Singapore để xếp hàng đứng chờ mua những chiếc iPhone này. Có nghĩa là như quý vị biết rằng bên Việt Nam nó, trong nước đó, họ rất thích, họ rất cuồng, chúng ta gọi từ gọi là cuồng. Tôi nghĩ không phải cuồng đâu, mà tôi nghĩ chắc là khoe của, khoe khoang, nghĩa là cái gì mà người ta có trước á, là người ta có thể nói là người ta hơn người khác, chỉ có chừng đó thôi. Dạ, chỉ có chừng đó thôi. Ví dụ như có một cái gì mới thì người đi ra đường người ta khoe ra, tôi là cái người có trước quý vị, người là tôi là người cập nhật được nhiều hơn quý vị, chứ không mang một cái sắc thái thì đến bây giờ thì bây giờ mới đưa ra một cái nghề mới thôi anh, đó là nghề đứng mua iPhone. Có nghĩa là anh từ Việt Nam anh được bay sang Singapore, được đài thọ vé máy bay, được mua và được trả tiền, và chỉ có sung sướng hưởng mà thôi. Thì có thể nói cái cách nào mà làm ra tiền một cách hợp pháp thì chúng ta đồng ý và đồng tình với cái lối làm việc của những người trẻ. Nhưng mà nhìn chung thì mình cũng có một cái nhận xét, ví dụ có một chiếc xe gì mới đẹp thì là cái người nào có trước là cái người đó là cái người chứng tỏ ta đây là cái người đầy đủ quyền năng, đầy đủ cái tất cả mọi thứ ở Việt Nam đều đầy đủ hết, kính thưa quý vị. Và đó là chuyện ở Việt Nam qua những sự kiện qua hàng công nghệ iPhone, đặc biệt là công nghệ giáo dục. Thế công nghệ giáo dục có ai đi mua gì không, xếp hàng mua sách không? Công nghệ giáo dục, công nghệ giáo dục không có vòng tròn, thì chúng ta chờ xem công nghệ giáo dục nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Vuông vuông tròn tròn vuông, vuông vuông tròn tròn. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.